Thưa quý vị, trong những ngày đầu xuân năm mới, nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông lại nô nức đón xuân bằng những lời ca tiếng hát và những trò chơi dân gian độc đáo, đặc trưng riêng của mỗi dân tộc. Việc tổ chức trò chơi dân gian truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết hàng năm tại thị trấn Điện Biên Đông lại tổ chức các trò chơi dân gian cho bà con các dân tộc và du khách từ nhiều nơi đến tham gia như chọi bò, thi giã bánh dày, ném pa pao, tung còn, đi cà kheo, kéo co. Những trò chơi này đang được đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên Đông lưu truyền, phát huy mỗi độ Tết đến xuân về. Thực hiện nghị quyết số 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn văn hóa các dân tộc thì trên địa bàn Điện Biên Đông chúng tôi hàng năm, năm nay là năm thứ 8 tổ chức cái hội xuân truyền thống. Chúng tôi cố gắng giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc này để cho các thế hệ hôm nay và mai sau đều nắm được cái truyền thống của cha ông ta từ xa xưa đến nay. Các trò chơi tung còn, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố đã tạo nên sân chơi cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn nhân dân và du khách tham gia. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đã vô cùng hào hứng với các trò chơi dân gian, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ đối với các hoạt động mang giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Năm nay chị lần đầu tiên là chị tham gia cuộc thi nhảy bao bố, nên là chị là người đầu tiên, nên là chị rất là vui. Gửi lời cảm ơn ban tổ chức với ban lãnh đạo huyện và hội xuân năm 2024. Cái tham gia hội xuân năm Giáp Thìn năm 2024 năm nay thì có rất nhiều các trò chơi, nhưng điển hình là như trò chơi tung còn đã mang đậm bản sắc dân tộc người Thái từ cái xa xưa ông cha đã để lại và truyền lại. Nếu mình không lặp lại và mình không thực hiện thì nó sẽ mai một đi. Bây giờ cả xã cả huyện cùng phát huy để giữ gìn bản sắc dân tộc và người Thái. Khi tham gia hội xuân thì cảm nhận rất vui và đồng bào rất là tập trung và đông đủ. Bên cạnh đó, nhiều du khách tới tham quan dự lễ hội tại đây cũng có thêm nhiều niềm vui ý nghĩa khi được tham gia các hoạt động dân gian truyền thống tại hội xuân. Qua đó vừa góp phần ghi dấu ấn đặc biệt về lễ hội vùng cao, vừa góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp được bảo tồn của lễ hội. Đầu tiên thì em cảm nhận rằng Điện Biên Đông ngày càng một thay đổi hơn. Như so với năm ngoái thì em có đến đây du lịch thì em thấy rằng là cũng chưa được trang trí hoành tráng như năm nay. Năm nay em thấy là càng về sau thì Điện Biên Đông càng phát triển mạnh hơn. Cái em thích nữa là năm nay là có rất là nhiều trò chơi này, nhiều cuộc thi này. Em được trải nghiệm trò chơi kéo co thì em thấy là nó rất là thú vị. Năm nào tôi cũng lên du xuân ở Điện Biên Đông, nhưng mà năm nay tôi thấy là cái không khí Tết ở huyện Điện Biên Đông thấy khởi sắc hơn, vui tươi hơn và cảm nhận được không khí đầm ấm, cái Tết đầm ấm ở huyện Điện Biên Đông. Và đặc biệt là tôi đang đi dạo chơi và chụp ảnh ở đường Hoa Xuân của huyện Điện Biên Đông, rất là độc đáo và đặc sắc, bản sắc dân tộc. Với người dân và du khách thập phương, mặc dù năm nào cũng được tham dự hội xuân truyền thống ở Điện Biên Đông, nhưng mỗi năm đều để lại những ấn tượng riêng về bản sắc văn hóa đặc trưng và đặc biệt là sự thân thiện của bà con nơi đây. Để những tình cảm ấy mãi vấn vương và thôi thúc du khách thập phương lại đến du xuân chảy hội tại Điện Biên Đông những năm tiếp theo.